Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Không còn một chút sức lực nào nữa. Chu Nguyên, nếu như ngươi không xử lý được Gia Đô, thì chỉ có thể cùng nhau chết thôi. Đội trưởng Chu Nguyên, tiếp theo dựa cả vào ngươi rồi. Điện hạ, Chu Nguyên, đừng để ta phải thất vọng. Cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào, cố gắng của các ngươi đều sẽ xứng đáng với bất cứ một ai. Tiếp theo hãy giao lại cho ta. Đội trưởng Chu Nguyên, chư thiên tất thắng, chư thiên tất thắng, chư thiên tất thắng, chư thiên tất thắng, chư thiên tất thắng.